Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay quỹ đất ở các đô thị lớn và đặc biệt là các đô thị trực thuộc trung ương, chẳng hạn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đang dần hạn hẹp. Thế nên là các nhà đầu tư bất động sản đang dịch chuyển xu hướng của mình sang các đô thị vệ tinh, các vùng ven. Và ngày hôm nay tôi đang đứng tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đây là thành phố trẻ nhất trong 63 tỉnh thành của Việt Nam, có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Trước mặt tôi đây là dòng kênh Sáng Sà No. Đây là biểu tượng của Hậu Giang. Và đối diện với dòng kênh này là khu đô thị Cát Tường Western Burn. Khu đô thị Cát Tường Western Burn có hai phân khu lớn đang được hoàn thiện. Hôm nay tôi sẽ đánh giá về dự án này. Tôi là Xuân Nghĩa, đến từ chuyên mục đánh giá dự án của bất động sản.com.vn. Về vị trí khu đô thị Cát Tường Western Burn, tọa lạc ở các trục đường huyết mạch của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Như tôi đang đứng ở đây chính là đường Trần Hưng Đạo. Ngoài ra thì dự án chúng ta còn tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt và đại lộ Võ Nguyên Giáp, đối diện với dòng kênh Sáng Sà No và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Chính vì thế, đây có thể được xem là một dự án có tính kết nối rất tốt với các tiện ích của trung tâm thành phố. Dự án Cát Tường Western Burn liên kề trực tiếp với tỉnh ủy Hậu Giang, ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, các trụ sở ban ngành tỉnh, công viên Chiến Thắng. Chỉ 5 phút để kết nối với chợ đêm Vị Thanh, Vincom Plaza, công viên Hòa Bình, trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm. 10 phút để tới hệ thống các ngân hàng, siêu thị Copmart, chợ Vị Thanh. 20 phút để kết nối tới trường cao đẳng cộng đồng, trường trung cấp kỹ thuật công nghệ Hậu Giang, bệnh viện đa khoa Hậu Giang. Và 60 phút đến sân bay quốc tế Cần Thơ. Cát Tường Western Burn được thiết kế với hai đại phân khu, đó là Cát Tường Western Burn và Cát Tường Western Burn 2, bao gồm đất nền, nhà liền kề tới nhà phố và biệt thự. Do đó có thể đáp ứng được các nhu cầu về nhà ở, về kinh doanh cũng như là đầu tư cho quý khách hàng. Vậy thì từng phân khu ở đây được thiết kế như thế nào và giá cả ra sao? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi tìm hiểu nhé. Tôi đang đứng tại phân khu Cát Tường Western Burn. Phân khu này nằm ở đường Võ Nguyên Giáp và Trần Hưng Đạo với quy mô gần 20 ha. Tại đây, cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, bao gồm shop house, đất nền và biệt thự. Và trong đó có công viên giải trí thế giới kỳ diệu Wonderful được lấy cảm hứng từ truyện nổi tiếng Harry Potter. Đây có thể được xem là điểm nhấn của phân khu này. Và đây là khu trung tâm thưa quý vị và các bạn. Nếu như mà các bạn đang có mặt tại đây thì có lẽ các bạn cũng cảm nhận giống như Nghĩa, đó là rất đẹp và ấn tượng. Thiết kế đồng bộ mang hơi hướng của châu Âu, giống như là cả một châu Âu thu nhỏ trong lòng thành phố vậy đó. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng ở đây chính là Cát Tường Western Burn 2. Có mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, quy mô lên đến 60 hecta. Và nơi đây bao gồm các sản phẩm, nhà phố thương mại và đất nền. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đầu tư thì khá quái khi mặt độ xây dựng chỉ có 45%, 55% còn lại để xây dựng tiện ích nội khu, công viên và cây xanh. Trải dài dự án của chúng ta có đến 6 đại công viên, tổng diện tích 16.000 m2. Và nơi tôi đang đứng ở đây chính là công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle. Về chủ đầu tư của dự án là công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường, hay còn gọi là Cát Tường Group. Đơn vị này đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đang đứng tại một lô đất nền của dự án. Quý vị và các bạn có thể quan sát khu vực xung quanh thì các tuyến đường nội khu đã được gần hoàn thiện rồi. Đến quý 1 năm 2021 thì đây là chia sẻ chủ đầu tư sẽ hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng. Và nếu như mà theo như quan sát của tôi, hiện tại thì tôi đang đứng vào tháng 12 năm 2020 thì tôi đánh giá là hoàn thiện khoảng 80% rồi. Thì dự kiến và tôi tin rằng đến quý 1 năm 2021 chủ đầu tư sẽ có thể hoàn thiện đúng như tiến độ của mình. Cát Tường Western Burn 2 có mức giá dao động khoảng từ 12 đến 14 triệu đồng. Như vậy, một lô đất có diện tích 70 m² có mức giá dao động ở tầm mức 900 triệu đồng. Còn một lô đất 100 m² sẽ rơi vào tầm giá 1.4 tỷ. Nếu như quý vị và các bạn có tầm tài chính khoảng từ 900 triệu đồng trở lên và muốn đầu tư một dự án ở tỉnh Hậu Giang thì Cát Tường Western Burn sẽ là một điểm đến quý vị có thể cân nhắc. Tại vì nơi đây có thể đáp ứng nhu cầu về nhà ở, kinh doanh cũng như là đầu tư. Bất động sản.com.vn sẽ còn review rất nhiều dự án trên toàn quốc. Quý vị hãy theo dõi chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.